Anh chị, quý vị và các bạn, Admin rất là buồn. Buổi chiều nay á, thì lúc mà ra cái video về cái không cần có nhiều vốn mà vẫn có thể tham gia đầu tư chứng khoán á, thì sau khi mà cho ra đời cái video này thì Admin nhận được rất nhiều các bình luận, cả bình luận về khen, cả bình luận về chê. Bình luận khen thì cũng rất là nhiều, cho rằng là cái chủ đề này khá là hay. Nhưng mà cái bình luận chê thì không ít. Và có một số trong số đó, trong số những cái bình luận thì có cho rằng là Admin bị điên à, ông Thắng ông bị thần kinh à, ông đầu tư không được thì rồi ông đi làm video rồi ông chém gió linh tinh. Làm gì có cái chuyện mà ảo tưởng mà không có vốn rồi đòi nào là đầu tư rồi kiếm lời rồi làm giàu rồi đưa những cái thông tin theo kiểu là tiết kiệm mỗi tháng ít tiền rồi sau đấy đầu tư rồi nói đủ thứ loại luôn. Thì thực sự là sau khi mà nghe được những cái bình luận như vậy thì cũng khá là cảm thấy rất là buồn bởi vì rất nhiều tâm huyết với anh chị em và các bạn để ra những cái video hữu ích, để chia sẻ những kiến thức mà mình học được, để có thể sẻ chia những một chút gọi là cũng gọi là những cái thành công nhất định. Thì sau một cái khoảng thời gian rất là dài cũng vấp váp rồi cũng mất mát trên thị trường thì đến ngày hôm nay thì cũng có một vài cái gọi là cái thành công nho nhỏ, cũng có ít tiền, cũng có một chút gọi là tài sản thì nhờ vào cái thị trường chứng khoán. Thì Admin cũng muốn là như thế, cũng muốn một cái điều là vừa là mình làm cái điều gì đó nó tích cực, nó tốt với mọi người. Phần nữa thì mình cũng đến cái tuổi, đến cái lúc mà sẽ làm cái gì đó để đời. Tức là những video mà Admin Thắng hiện tại Thắng đang làm thì Thắng cũng thấy là nó có thể sẽ để lại rất là lâu trên kênh YouTube, rồi nó đem lại hữu ích cho không chỉ thế hệ này mà còn thế hệ khác. Những người, những anh chị em và các bạn thực sự là sẽ sớm hay muộn thì cũng sẽ phải tiếp cận với cái thị trường này, bởi vì nó là cái quy luật tất yếu của sự vận động nền kinh tế và thế giới thì cũng vậy thôi. Người dân Việt Nam thì đầu tư chứng khoán chưa nhiều, nhưng mà thế giới thì họ đã đầu tư khá là nhiều và nó là cái chuyện rất là bình thường. Nhưng mà trước khi đầu tư thì ví dụ như là nhiều anh chị em và các bạn xem qua được video thì cũng coi như nó là những cái kiến thức nền, nó là những cái chia sẻ để chúng ta đúc kết học hỏi. Thì nhờ vào những cái việc mà xem qua những video của Thắng chia sẻ về kiến thức thì dày kinh nghiệm hơn nhiều, giảm bớt đi những cái mất mát rủi ro và có thể sớm được thành công. Chứ không chắc là xem những video của Thắng thì chắc chắn là sẽ thành công. Nếu mà như thế được thì lại quá tuyệt vời. Thực sự là Thắng rất là mong muốn cái điều đó. Nhưng mà cũng không phải là cứ xem video, cứ xem những kiến thức, cứ nghe những cái gì Thắng nói rồi mua bán đầu tư là nó đã thành công 100%. Nó còn phải phụ thuộc vào nhiều cái yếu tố khác. Và cái video gần đây nhất Thắng nói về cái câu chuyện đó là đầu tư chứng khoán thay vì là gửi tiết kiệm, hoặc là không cần nhiều vốn mà chỉ là đem cái tiền gọi là tiết kiệm của mình ra để mà đầu tư, thì đó là cái sự thật, có thật 100% luôn. Tức là thật, thực sự là ở ngoài cuộc sống đã là như thế. Và Thắng kể thêm cho anh chị em và các bạn một cái câu chuyện mà nó vừa là bi hài mà nó lại vừa là thực tế, mà nó vừa cay đắng mà nó lại vừa là vui mừng. Câu chuyện gì mà lại như thế? Thưa các anh chị, câu chuyện nó như thế này. Đó là câu chuyện nhân viên của Vinamilk. Có hai anh nhân viên, một anh nhân viên là cấp quản lý cũng được chia trong cái một cái đoạn gọi là chia tách cổ phiếu thưởng cho cán bộ công nhân viên. Thì anh quản lý thì được thưởng cổ phiếu với số lượng khá là nhiều. Còn một cái anh nữa thì là anh là cái cấp độ gọi là sẵn sàng, kiểu bảo vệ với lại lao công thôi. Anh ấy cũng được thưởng cổ phiếu và anh cũng được đề xuất trong cùng một giai đoạn, thì hai cái người này thì cũng được đề xuất là của bên công ty là yêu cầu mở tài khoản để mà thưởng cổ phiếu vào đó. Thì cả hai thì cũng làm theo đúng hướng dẫn, thì mở tài khoản và thưởng cổ phiếu vào đó. Thì cái anh lao công với lại cái anh mà bảo vệ, anh ấy được thưởng cổ phiếu thì anh ấy không hiểu cổ phiếu là cái gì.
nên là anh em cũng cứ đi làm công ăn lương vậy thôi. Và cái việc mà cổ phiếu chuyển về tài khoản mà được yêu cầu mở thì anh cũng chẳng biết, nó lâu rồi, 10 năm, hơn 10 năm trước, anh cứ nằm đó thôi. Và cái cổ phiếu đó thì sau khi được thưởng thì nó sau mỗi lần sau này cứ được chia tách, hay cổ phiếu thưởng gì đấy, hay là tiền được thưởng thứ trên cái cổ phiếu thì anh cứ được chia hết vào đó, cả tiền mặt rồi cả cổ phiếu cũng đều được chia đó, anh không quan tâm. Anh thực sự là anh không biết để mà quan tâm. Mấy cái anh mà gọi là lao động thấp cấp của bên Vinamilk nó là như thế, nó là sự thật. Anh chị thì cập nhật lại bên doanh nghiệp Vinamilk. Còn cái anh quản lý thì anh này là dân tài chính, hiểu về cổ phiếu, nên là khi mà anh được một cái lượng cổ phiếu rất là lớn thì anh ấy nhìn thấy anh quy ra tiền, thế thực sự là rất là nhiều tiền, và mỗi ngày thì giá cổ phiếu tăng thì anh ấy thấy anh cũng được một khoản tiền lớn. Rồi sau một cái ngày là anh ấy cũng vì là cái điều kiện này khác thì anh ấy có chuyển công tác thì đơn vị khác. Thế là sau khi chuyển khỏi Vinamilk thì anh ấy cũng vẫn có cái lượng cổ phiếu đó thôi, nhưng mà để vì lo cái công việc mới thì anh ấy bán đi, bán mất được đâu đó không mấy trăm triệu thôi, 200-300 triệu gì đấy, ít lắm. Nói chung là sau 4-5 năm anh bó với Vinamilk, anh là cấp quản lý mà cũng trình có trình độ, bốn mấy trăm triệu. Đó là câu chuyện là cái anh quản lý. Còn về cái anh mà lao công với lại cái anh bảo vệ thì hai cái anh này không biết mình có một cái lượng cổ phiếu trong tài khoản, mà cứ hết năm này qua năm khác thì 5 năm trôi qua, 10 năm trôi qua thì vẫn làm như vậy thôi. Và thậm chí là có một số anh chị em bên cái lĩnh vực này thì cũng không còn làm ở Vinamilk nữa, nhưng mà họ cũng chẳng biết là họ có cổ phiếu đứng tên họ tại công ty chứng khoán, ngân hàng. Thì một ngày đẹp trời thì họ mới nghe thông tin trên truyền thông là nói về cổ phiếu cổ phần, rồi sau đó là họ nghe nói về tập đoàn Vinamilk phát triển vững mạnh để bán cho nước ngoài, bán cho nước ngoài, rồi mở Zoom mở giết cái đoạn đó. Họ bắt đầu nghe thấy thì họ mới bắt đầu nhớ là ngày xưa họ cũng làm ở Vinamilk là lao công với lại là bảo vệ, được thưởng ít cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên gắn bó, mặc dù là không nhiều, nói chung là cũng chỉ có mấy trăm cổ thôi, không có nhiều đâu, mấy trăm cổ thôi. Họ biết là họ có cổ phiếu, họ đi mới đi hỏi lại được biết là mở một công ty, là bắt đầu họ mở tài khoản ra. Thì thật là bất ngờ là sau bao nhiêu năm thì từ cái cổ phiếu từ mấy trăm cổ ban đầu mà được cho thì nó đã thành mấy nghìn cổ rồi, là bởi vì được chia thưởng bằng cổ phiếu. Và trong khi đó tài khoản của họ thì lại cũng có một cái lượng tiền mặt, vậy là do chia cổ tức bằng tiền mà họ đâu có biết. Và mặc dù chỉ là cái cấp 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 quèn thôi, nhưng mà lúc mà họ nhìn gọi là nhận nhận ra sau khoảng mười mấy năm thì họ nhận ra thì tự dưng họ giàu, tự dưng là giàu. Này thực ra là cơ bản là tiền ở trên trời rơi xuống cũng chẳng phải trúng vé số, thực sự là đó là cái công sức lao động của họ rất là ít. Nhưng mà ý cái câu chuyện tôi muốn kể là để anh chị thấy được rằng cái phương pháp mà tôi hướng dẫn cho anh chị em và các bạn, chia sẻ với anh chị em và các bạn kiểu cái kiểu là chúng ta phải thực sự cái điểm cốt lõi thì nhiều anh chị góp ý là quan trọng là chúng ta tìm được đúng một cái công ty để có thể đi đường dài. Thì cái câu chuyện này chúng tôi sẽ từng video một sẽ từng sẽ chia sẻ lần lượt với anh chị em và các bạn từng từng chủ đề một, từng vấn đề cụ thể một, cách nào tìm tìm lại như thế nào 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 thì chúng ta sẽ cùng nhau là cùng nhau tìm, cùng nhau học và cùng nhau tìm. Còn tìm đúng được rồi thì chúng ta giải ngân, thì giải ngân theo cái cách mà tôi bày ấy, thì nó sẽ không có áp lực gì hết. Vì tại sao không có áp lực? Tại vì là nó không giống như anh chị giải ngân theo kiểu là có một cái khoản tiền lớn bằng group và quá quan tâm đến cái giá cổ phiếu, thì đương nhiên là anh chị trong ngắn hạn mà ví dụ như bỏ vào tỷ mua Vinamilk, sau đấy mấy ngày nó giảm mất mấy chục phần trăm gì đấy, mất mất mấy trăm triệu, nó dùng một cái từ nó gọi là xón đáy ra, sau đấy đem ra bán đi, bán đi xong nó lại lên, rồi sau này khi mà nó lên cao quá rồi lại bảo tiếc, đó là bán. Thì đó là do vấn đề là về tâm lý, mà về bản thân thì anh chị là người không phải là dành về lĩnh vực này mà lại là dân văn phòng thì đôi lúc nó sẽ là không hiểu lắm về cái vận động giá, cũng không phải là trader, cũng không phải là người gọi là bám sàn, có công việc khác thì mua theo cách đó thì nó là lợi bất cập hại. Tất nhiên có tiền mua như thế mà kiên trì mà giữ được thì đúng là giàu to, có khi được mấy chục tỷ luôn. Với Vinamilk hay một số cổ phiếu mà gọi là VCS hay là Cotecom hay gì gì đấy thì nói thật lên luôn, ví dụ như Hậu Giang, như Bình Minh, ví dụ như 10 năm về trước chẳng hạn, thì thực sự là 1 tỷ có thể thành 20 tỷ, còn mức sinh lời còn cao hơn là cái công ty Berkshire Hathaway của Warren Buffett.
À thì tiện thế nói về tiếng Anh thì tôi cũng nói là tôi cũng cực kỳ kém tiếng Anh luôn, nên là nếu mà đọc sai một số cái từ gì đấy thì anh chị và các bạn cũng đừng có phê bình, vì tôi là dân dốt tiếng Anh, nên là có nhiều bạn này bình luận là ông này dốt tiếng Anh, đọc tiếng Anh không đúng, thì bình luận chia sẻ không phải, không hẳn tôi dốt tiếng Anh mà tôi không hiểu về kinh tế. Cái đó thì cũng xin phép là anh chị đừng phê bình là tôi đọc không đúng. Rồi thì nói tiếp là khi mà anh chị mua như vậy, anh chị làm như vậy thì anh chị sẽ gần như không quan tâm đến giá cả gì cả. Anh chị chỉ cần mua tích lũy giống kiểu là bỏ lợn thôi, tiền bỏ ống đấy. Lương 7 triệu, tôi nói 7 triệu rất là thông dụng luôn. 7 triệu hoặc là 8 triệu hay 10 triệu tùy. Anh chị trích ra khoảng tầm 10% để đầu tư thôi. Nếu 7 triệu thì trích ra 700 nghìn hoặc là tối đa là triệu thôi. 10 đến 15% để đầu tư. Đầu tư theo cái hướng là anh chị để dành như thế. Thực ra anh chị chả quan tâm giá gỗ gì cả, chẳng áp lực gì. Cơ bản là có bạn thì hỏi tôi là nhìn thì về tiền về tài khoản hay cổ phiếu về tài khoản. Cổ phiếu về tài khoản thì bạn lo gì? Ví dụ như bạn mở một cái tài khoản thì khi mua cổ phiếu xong thì cổ phiếu nó về tài khoản. Anh chị mà muốn chắc ăn thì lên công ty chứng khoán thì yêu cầu nó xác nhận cho một cái gọi là chứng nhận cổ đông. Xác nhận cho, nên là cổ phiếu của anh chị nằm trong tay anh chị thôi, nó là một cái tờ giấy chứng nhận anh chị là cổ đông của một cái doanh nghiệp nào đó. Thì cứ mỗi lần mua như vậy thì cứ một năm hay là nửa hai quý anh chị lên công ty chứng khoán thì bảo nó xác nhận cho, bởi vì anh chị bảo là có người bảo là mua cái khác, ví dụ vàng hay tiền thì cầm một tay, còn cổ phiếu thì có chắc là của mình không? Chắc chứ có gì không chắc. Thì đấy, cách như thế. Không liên quan đến giá gỗ, cũng chẳng quan tâm gì. Anh chị rất là thoải mái, thực sự là vô cùng thoải mái luôn. Và cũng chẳng lo lắng đến cái câu chuyện thị trường, chẳng phải phân tích gì nhiều. Và cứ theo dõi nó thôi. Thì anh chị không tin thì cứ thử tính đi. Từ năm 2000, từ những cái năm mà gọi là đầu tiên của Vinamilk lên sàn ấy, ví dụ như anh chị mà sử dụng cái phương pháp đó thì thực ra là mỗi năm nếu mà mua 10 cổ thì cái vốn bỏ ra không nhiều đâu, bởi vì Vinamilk á, nếu anh chị mua như vậy, anh chị bảo là phải mua từ giá thấp lên giá cao, đồng ý là giá thấp lên giá cao thì anh chị bình quân giá thì nó nằm ở cái khoảng giữa. Mà ví dụ Vinamilk trong vòng 10 năm qua tăng khoảng 10 lần hoặc là 15 lần thì anh chị cũng phải được 7 đến 8 lần. Thì ví dụ như anh chị bỏ vào, ví dụ tổng 10 năm anh chị bỏ vào khoảng tầm 200 triệu tiền vốn đi, tôi lấy ví dụ thế, 200 triệu đi, anh chị cũng phải được 7, 2, 7, 14, tức là anh chị được 1.4 tỷ, rất là trả giàu, thì không, chứ còn nếu bình thường anh chị không tiết kiệm như thế thì anh chị tiêu cũng hết, cũng chẳng lấy được đâu kỳ vọng đâu, coi như đó là cái tiền cho anh chị để cho con cái, giống như anh chị đóng vào bảo hiểm ấy, cái đóng bảo hiểm thì tôi không khe, tôi bày cho anh chị cái cách này nó hay hơn, và đó là sự thật, đó là chân tình luôn, chứ không phải là cái câu chuyện là chém gió hay gì đó mà anh chị chửi tôi, là một số anh chị em và các bạn chửi Thắng là chém gió, nói linh tinh bậy bạ. Không có bậy bạ, thực sự là rất là chân tình. Còn có một số anh chị hỏi là cái cổ phiếu nào, thì thực ra là trước khi là cổ phiếu nào thì tôi không muốn là anh chị phụ thuộc vào tôi, bởi vì tôi cũng không phải là thần thánh gì cả. Nên mà vấn đề là anh chị có thể là có cái trình độ và cái góc nhìn còn tốt hơn tôi gấp trăm gấp nghìn lần, thì anh chị có phải thì tôi sẽ có thể gợi ý cho anh chị là ví dụ những cổ phiếu đầu ngành, chúng ta đi phân tích những cổ phiếu đầu ngành. Đầu tiên chúng ta phải tìm ra ngành, có một video chúng tôi hướng dẫn là chúng ta suy nghĩ xem cái ngành nào chúng ta sẽ quan tâm. Sau đó sẽ lọc trong cái cổ phiếu, hai cổ phiếu đầu ngành thì chúng ta phân tích lại công ty đó, chúng ta chọn thôi. Thì cái gì từ từ anh chị cứ đồng hành với tự doanh thì chúng tôi sẽ từng bước đi từng bước một. Từ bước A, bước B, bước C làm như thế nào, đầu tiên là suy nghĩ, định hướng nền kinh tế, là xu hướng đang hiện tại như thế nào, tạo đáy chưa, kinh tế sắp tới làm sao, tôi sẽ nói hết, không có giấu anh chị cái gì hết. Sau đó thì chúng ta sẽ bắt đầu ngồi cà phê, rồi nhâm nhi ly cà phê, suy nghĩ về sự đời, sự người, rồi nói, nghĩ về cái câu chuyện là sắp tới thì kinh tế như nào. Anh chị nghĩ nhiều thì anh chị mới phát hiện ra được, mới tìm ra được vàng. Muốn tìm vàng thì phải đi đáy vàng thì mới ra vàng chứ, đúng không? Thì hàng ngày anh chị cà phê rảnh rỗi nói chuyện, trao đổi với bạn, hỏi bạn một câu chuyện ngành nghề nào nó sẽ phát triển trong tương lai, thì chúng ta tự định hướng được. Sau đó bạn chia sẻ thêm cho, hoặc là đồng nghiệp nó chia sẻ thêm cho, rồi nó cùng ý kiến này ý kiến kia, thì chúng ta sẽ tích góp lại. Sau đấy chúng ta lên sàn, chúng ta nói với ông Thắng là cơ bản là phát hiện ra cái ngành xì nào đó tương lai rất tốt. Sau đó chúng ta sẽ bắt đầu đi tìm xem cái ngành xì nào đó là nó có những công ty nào, rồi sau đó chúng ta đi vào những cái bước tiếp theo. Ông Thắng sẽ hướng dẫn, sắp tới sẽ hướng dẫn. Anh chị cứ đăng ký kênh ủng hộ nhóm tự doanh bằng những cái like, những cái chia sẻ để chúng tôi có động lực nhiều hơn. Nhiều like, nhiều chia sẻ, video có nhiều view thì động lực nhiều hơn. Làm những video chất lượng, thật sự là chất lượng, càng cần phải nghiên cứu hơn, nhiều hơn. Rồi nói làm sao nó ngắn gọn, dễ hiểu, anh chị nghe nó hay hơn và nó dễ tiếp thu hơn. Anh chị phải like, phải chia sẻ và
xem video mà không đăng ký kênh. Đăng ký thì video coi video mới nó báo anh chị luôn, chúng tôi khỏi phải gửi mail, khỏi phải API thì YouTube nó gửi, hoặc là định kỳ hàng ngày anh chị vào kênh Tự Do Chứng Khoán để xem. Thế thôi. Cái chia sẻ chân tình nó như thế thì được, thì anh chị bảo là khó quá không làm được. Tôi bày cho những gì tôi biết, tôi chỉ nói cho anh chị, và ví dụ như tôi nói hết những thứ tôi biết rồi, tôi lại phải tìm hiểu thêm, tôi phải thực tế những kinh nghiệm thực tế, tôi khem lại cái nhật ký giao dịch của mình, tôi hướng dẫn thêm cho anh chị. Hy vọng là ví dụ như là 1.000 người, 2.000 người xem Tự Doanh thì cũng phải có được 500-700 người, hoặc là thôi thì ít hơn thì 50-70 người cũng được những cái thành công rực rỡ. Sau này thì mong rằng là sau này ví dụ như có ai đó thành công lớn kinh khủng, xong mình quay lại gọi điện cảm ơn Tự Doanh một cái. Đó là cái món quà đáng quý, cực kỳ đáng quý luôn. Đó tôi mong muốn thì vậy thôi, chứ còn nói buông lời cay đắng chửi bới thì cũng chẳng mất gì của anh chị, nhưng mà làm phiền và làm buồn thì chúng tôi thành thử ra là lại không ra được những video tốt đẹp hơn cho mọi người. Mong là anh chị cũng bớt buông lời cay đắng, mà nếu như thực sự muốn buông cái gì đấy mà cái lời gọi là lời miệt thị người khác thì cũng cân nhắc, bởi vì là nó không đem lại cái lợi ích xây dựng cho ai cả, mà đôi lúc nó làm cho người khác nản lòng, hoặc là muốn làm cái điều gì đó nó có ích thì nó rụt chí lại thì nó không thúc đẩy. Thế thôi, tôi cũng chỉ muốn chia sẻ thế thôi. Còn anh chị nhớ là mỗi lần xem video là không có tiếc gì cái like cả. Cứ đăng nhập tài khoản, like cho Tự Doanh một cái, sau đấy chia sẻ cái video đó cho những người bạn mà cùng tham gia lĩnh vực này, hoặc là chia sẻ lên những cái chỗ nào anh chị muốn. Và có thể để lại một cái bình luận bất kỳ thôi, cảm ơn hay là like, thank you gì đó, anh chị cảm thấy thích nói gì nói. Bởi vì YouTube thì càng nhiều bình luận thì nó càng vui. Nên là cái chỗ đó chúng ta có chia sẻ với nhau là cái nơi để mà sẻ chia cuộc sống. Bởi vì cái lĩnh vực này cũng là lĩnh vực gọi là quý và hiếm, ít người tham gia. Chúng ta có cái cộng đồng nói chuyện với nhau, những lúc vui, lúc buồn, cũng hay, không phải không hay. Thì đó là những lời đường mật và chân thành. Mà nhớ là đăng ký kênh, xem video thì phải đăng ký kênh. Đăng ký kênh để số lượng người xem nó nhiều hơn thì chúng ta vui vẻ hơn. Và cũng động lực của admin để làm nhiều video hơn. Cảm ơn, chào, hẹn gặp lại.